Thuận An, Bình Dương để ba mình mé cái cây sau này nói gì. Mé mấy cái nhánh bự mà này nè, cái dè và cái mái nhà này nè. Thì đây có cái xà thẳng sẵn cái cây thang cao nên là dùng cây thang leo lên luôn. Nó đỡ phải mỏi và mất công. Thì mời quý vị khán giả cùng xem là ba mình sẽ cắt cái cây xà này như thế nào nha. Đây có mấy cái ổ sóc gì đó, hai ổ đó, không biết có còn không. Thì giờ chút xíu nữa nếu có còn thì sẽ quay lại cho quý vị xem. Thì trước tiên sẽ leo cao lên nút trên đó để cầm theo một cái cọng dây để hồi kéo cái cọng dây lớn lên, chặn lên máng lên mấy nhánh trên này nè, để chặn mấy nhánh bên dưới nha quý vị. Sẽ mắc một cọng dây đâu trên đó đó và sẽ chặn những cái nhánh bên dưới này nè, nhánh bự bự bên dưới đó. Mới là kéo cái cọng dây lớn lên nha quý vị. Cái nhánh mà ba mình đang leo ra nữa có cái ổ sóc này nè, cái phía này nè, mấy nhánh cây kia là quá trời, cái nhánh nó bự dữ dằn luôn á. Ngay cái chỗ mà tay ba mình rơm chắc là cái hoành chắc cũng khoảng 50-60 á, còn xuống tới đây là 90% luôn á. Cái gì? Đang sắp nè, đó 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 đó, chạy đó. Đó đó đó. Đó nó chạy lúc cây dầu rồi. Núp rồi. Không biết là có con trên đây không nữa đây nè. Cái ổ bự dữ lắm trên này nè. Rồi bên đây một ổ nữa. Kìa, chạy qua lại kìa. Đó, 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 nó chuyền qua đó, đó, đó.
vậy là trước tiên phải cắt những cái nhánh nhỏ trước cho nó nhẹ bớt không cái gì, rồi mới cắt nguyên nhánh bự sao? Nãy mình cứ tưởng là cắt sát trong đây luôn. Quá dài rồi. Đỏ. Ôi Nguyễn Nhánh Khôn. Ôi. Quẹt cái nhánh dầu khô. Và cột hai nhánh cùng lúc, nhánh máy bên đây và cái nhánh nhỏ bà đang treo. Vậy là bây giờ có thể là sẽ không chằn dây nữa, tại vì nó qua khỏi cái máy to nữa hay cái gì. Wow. Wow. Đây để coi, hồi rớt ẩu cái đó xuống rồi có còn sóc trong không? Ê, lại coi có sóc không, có sóc không? Rồi dỡ ra. Nó trong đó đó. Có không, có con không? Không có đâu. Rồi cái ổ kia, vậy ổ kia rồi. Hay là rớt ngoài rồi? Rất là nhiều kiến luôn, chắc không có.
Rồi, ổ này nó ngủ rồi. Vậy là cái ổ kia rồi. Cái ổ kia có đó, cái ổ bự đó đó quý vị. Rồi mình đi bắt đầu leo xuống rồi. Có thể là sẽ cắt phía trong này luôn. Mấy cưa khá lục rồi. Cái cây này dùng tới 4 cọng dây luôn. Một cọng ở đây, ngay chỗ này hai cọng, với một cọng trên phía đọt này quý vị. Cọng này thì cột vô cây dầu bên đây, cọng bên kia thì cột qua cây dầu bên hàng bên đó đó. Nhánh này rất là to. Ngay sát ở đây cái cạnh đó khoảng 100 hoành đó. Như thế này. Để ba mình leo lên trên để sợ là nó trúng nhiều người á. Giờ leo lên trên núp. Cái cổng này là để cho nó đừng có bị giặt vô người ba mình lại á. Đó, muốn đứt rồi đó. Đó. Đang căng thẳng thôi vậy. Quá nguy hiểm. Cái cọng này nãy giờ không ai chưa ai vịnh chứ. Thôi bây giờ mới nhịp vịnh lại á. Wow. Bắt sáo mình vẫn à. Rồi bây giờ bắt đầu nó ship từ từ vô rồi. Wow. Nó cũng xuống gần tới đất rồi.
Rồi an toàn. Quá trời nó bự luôn nè. Đó, nó bự dữ lắm, bự. Dài nữa. Đây nè, cái chục mét. Giờ bà mình sẽ máng cái gọng dây qua đó để treo cái nhánh thế này nè, cái nhánh này nè, cho nó quơ xuống cái kẽ này nè, này xuống ngay cái kẽ này nè. Ồ, gió quá trời lớn luôn. Rồi bây giờ mới dùng thêm một cái cọng dây lỡ lỡ nữa, đem lên chặn thêm một cọng nữa. Có thể là cái cọng đó nó gánh cho nó gánh phụ cái nhánh này đâu gì, thì cái nhánh bên dưới này là quá lớn. Cái dưới này quá lớn nên là sợ nó tét hay sao, chắc cho gánh phụ lại á. Wow. Quá trời dài luôn. Rồi.
dướng ngạnh trên đó rồi. Gà đó, gà đó. Rồi xuống vàng miếng đi. Rồi. Nhờ lực lượng đông nên là nhánh này cũng xuống được không có gì. Trời ơi, nó dài kinh khủng dài luôn. Cái nhánh này 11, 12 mét luôn á. Chuyền cái máy xuống luôn rồi. Như đã xong rồi gì ơi, giờ bắt đầu là leo xuống. Thì chỉ sợ là nó gớt lên cái máy này thôi. Vậy là cái ổ sóc kia thì còn để cho lại cho nó sống nha quý vị. Chưa? Dạ. Mai mốt là có cái bao tay mới tới đây nè. Ở bên Mỹ gửi về. Bên Mỹ nữa hả? Dạ. Ừ. Ở bên Mỹ gửi gì nữa? Nó bên trên đây nó còn lông nè. Ở dưới đây nó mài. Trước trong chưa? Mới nhìn đi chưa? Sao quý vị khán giả nha. Rồi chúc quý khán giả mạnh khỏe. Luôn luôn vui vui tươi tươi. Phát tay. Rồi như vậy cũng đã xong rồi quý vị. Giờ mình cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn quý vị khán giả vào những video tiếp theo của mình nha. Bye bye quý vị.